Ai đã từng gặp và làm việc cùng với dược sĩ Lê Thị Bình, người đang chèo lái thương hiệu dược phẩm Tâm Bình đều cảm nhận người thuyền trưởng này là một phụ nữ rất đỗi bình dị nhưng đầy bản lĩnh và quyết đoán. Trong ngành dược, chị được biết đến là một tổng giám đốc luôn tận tâm, hết mình và sống trọn đam mê với nghề thuốc. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm thuốc lâu đời, dược sĩ Lê Thị Bình hiểu rằng việc chữa bệnh cứu người chính là niềm vui và hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội, chị dành toàn bộ thời gian, trí tuệ để nghiên cứu, phát triển thành công bài thuốc nam cổ truyền theo hướng hiện đại hóa, đưa vào sản xuất trên quy mô lớn để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sau 7 năm, công ty dược phẩm Tâm Bình đã trở thành một thương hiệu dược phẩm có tiếng trên thị trường. Các sản phẩm viên khớp Tâm Bình, viên gút Tâm Bình, viên tiêu hóa đại tràng Tâm Bình và thấp rượu nàng Tâm Bình đã nhận được sự tín nhiệm của người tiêu dùng cũng như được giới chuyên môn đánh giá cao. Ở chị dược sĩ Lê Thị Bình đó là đức tính rất chịu khó, rất nỗ lực trong công việc của mình. Những cái sản phẩm mà làm ra đều được chị để tâm nghiên cứu rất kỹ. Do đó mà sản phẩm vừa mang được cái tính thế mạnh của một cái bài thuốc cổ phương lại vừa có cái dấu ấn riêng của chị. Nhiệt huyết và đam mê nghề thuốc, chị tự mình nghiên cứu sản phẩm, đồng thời tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, rồi làm marketing, tìm kênh phân phối sản phẩm. Chị cũng không quản ngại khó khăn đi đến những vùng rừng núi xa xôi, tìm nguồn dược liệu quý, hình thành các vùng chuyên canh, tạo nguồn cung dược liệu sạch, ổn định cho nhà máy. Đến thời điểm hiện tại, công ty dược phẩm Tâm Bình là một trong số ít các thương hiệu y học cổ truyền có giá cả phải chăng và khá ổn định. Đối với dược sĩ Lê Thị Bình, đây cũng là cách chị chia sẻ nhiều hơn đối với người bệnh cũng như gia đình bệnh nhân. Lương y như từ mẫu, những hoạt động từ thiện đã gắn liền như một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của chị. Chị không quản đường xá xa xôi đến những vùng núi cao khám bệnh, phát thuốc miễn phí, thăm và tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi ở nhiều địa phương trên cả nước. Đây là một cái hoạt động mà công ty Tâm Bình thường xuyên tổ chức và chúng tôi cũng cảm thấy là mình chia sẻ được cái khó khăn với cộng đồng và giúp cho những người mà không may mắn, những người khó khăn hơn mình. Thì tôi cũng rất là vui khi mà làm được những cái việc như thế này. Trong cuộc sống hiện đại có ít nhiều các giá trị đạo đức nghề nghiệp bị mai một, nhưng với dược sĩ Lê Thị Bình, chị đã góp phần thắp sáng niềm tin về y đức của người thầy thuốc. Chị đã được Quỹ Trái Tim Vàng Việt Nam trao tặng cúp Trái Tim Nhân Ái, 5 lần liên tiếp được vinh danh là Bông Hồng Vàng, cúp Thánh Gióng, bằng khen một trong 10 phụ nữ thủ đô tiêu biểu. Và hơn cả, chị vẫn là người thầy thuốc tận tâm trong lòng mỗi người bệnh. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.